Đấy, đây là cái bắp bò ngâm giấm của mình. Thì mình đã ngâm được 2 ngày rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra để xem cái kết quả như thế nào nhé. Mình sẽ thái thử một miếng, ăn thử trước để xem là có ngon không. Đấy, nhìn cũng khá là ngon, nước thì cực thơm luôn các bạn nhé. Cái nước này thì nếu như mà các bạn làm tiếp thì các bạn này cho vào đây các bạn ngâm tiếp được. Nó vẫn rất là thơm. Mình thái thử một miếng, mình ăn thử xem thế nào. Ngon quá. Rất là vừa, rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ cái cách làm bắp bò ngâm giấm như thế nào thì các bạn xem video nhé. Mình sẽ chia sẻ chi tiết. Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn sẽ làm món bắp bò ngâm giấm. Thì để làm được món bắp bò ngâm giấm này thì mình đã chuẩn bị 8 nặng bắp bò đây rồi. Đấy. Hôm nay mình kiếm được cái bắp bò rất là ngon này. Đấy. Thì cái gia vị để làm cái này thì mình chia làm 2 công đoạn. Một công đoạn là cái gia vị để mình cho vào mình luộc. Và cái công đoạn thứ hai là mình cho vào mình ngâm. Thì mình sẽ tách riêng cái gia vị ra để cho các bạn khỏi nhầm lẫn nhé. Cái gia vị để cho vào nước luộc ấy, thì mình dùng 15g 15g tương bần, 20g xì dầu, 5g đường, 10g nước mắm, 10g muối trắng, 3 cây sả đập dập, 1 ít hạt tiêu, 1 quả ớt cay, 1 gói ngũ vị hương và khoảng độ 20g gừng. Ngoài ra thì mình cho thêm 1 ít quế. Bây giờ mình sẽ cho tất cả những cái nguyên liệu này vào trong xoong này. Cái tỷ lệ này để cho vào trong xoong này của mình là 2 lít nước nhé. 1 quả thảo quả và 4-5 cánh hoa hồi. Mình sẽ cho cái bắp bò vào đây mình luộc. Mình không phải đun cái nước này trước đâu. Bởi vì cái bắp bò của mình ấy thì mình luộc nó phải vào tầm, nếu cái này thì nó phải vào tầm 45 phút đến 50 phút. Đấy, thì mình mềm được. Thì mình sẽ cho đây, thì thời gian mình đun như thế thì các cái tinh dầu của cái sả của cái gừng nó không ra hết. Thì mình phải không cần phải đun cái nước này trước. Đấy. Mình sẽ cho đây. Các bạn mà làm nhiều lần ấy đấy, thì các bạn đun xong các bạn có thể cất cái nước này đi, xong lần sau các bạn lại dùng tiếp được. Bởi vì nước này mình đun nó ra cái tinh dầu của sả của gừng thì nó càng thơm thôi. Quan trọng là các bạn phải bảo quản được tốt. Ok, thì các bạn nhớ là cho ngập nước cái bắp bò nhé. Đấy, mình cho ngập nước thì nó sẽ chín, nó sẽ đều, không phải lật. Và xâm sóc thôi, nhiều quá nước quá thì cũng nó phí gia vị. Trong khi đang luộc cái bắp bò, đợi cái bắp bò là chín thì mình giới thiệu các bạn cái nước để ngâm giấm, nước giấm để ngâm cái bắp bò nhé. Đấy, sau khi bắp bò mình chín mình vớt ra để nguội thì mình sẽ ngâm vào cái nước này. Mình dùng 150g nước. Đấy, để mình đổ đường vào mình đun. Đấy, muốn thì cho nó tan đi. Các bạn biết tại sao mình lại đun đường không? Bởi vì đun đường ấy thì nên cái nước của mình sẽ dịu hơn mà nó sẽ hơi xinh xánh, sẽ đẹp hơn. Và mình muốn đun để cho khi mình cho cái hoa hồi thảo quả này thì nó sẽ cũng nước nóng sẽ tiết được ra cái vị thơm và cái gừng. Đấy, mình sẽ cho cả cái hoa hồi thảo quả này với gừng, thái lát vào để mình đun, đun sôi. Đun sôi đây là được nha các bạn nhé, mình chỉ đun sôi mới tắt bếp thôi. Bên này mình giới thiệu các bạn cái đường như là quên mất cái đường. Mình là mình dùng 4 nặng đường với một chai giấm 500ml, nửa lít giấm, nửa lít giấm với 4 nặng đường các bạn nhé. Với 300g nước mắm. Nước mắm này thì của mình đang dùng nước mắm nhạt các bạn nhé. Các bạn dùng nước mắm mặn thì các bạn giảm bớt đi. Ngoài ra thì mình dùng một ít hạt tiêu đen, mình rang lên xong đập dập. Một ít tỏi, một ít gừng. Gừng này của mình được chỉ thị quên. Một ít tỏi, một ít ớt,
ớt này là của mình, ớt chỉ thiên, ớt cay các bạn nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ cho cái đường với gừng với hoa hồi thảo quả mình đun lên. Nhớ là mình chỉ đun sôi thôi. Bây giờ mình sẽ bật bếp mình đun sôi cái nước đường này lên. Đấy, ở bên cạnh thì cái nồi bắp bò mình vẫn đang luộc đây. Cái này thì mình chỉ đun sôi cái mình tắt bếp thôi. Nồi nước đường của mình đã sôi rồi, bây giờ mình tắt bếp nhé. Món này của mình thì nó hơi cầu kỳ một chút. Đấy, nước đường thì mình đun sôi rồi, nhưng mà giờ mình vẫn chưa cho tỏi, cho ớt để cho nước mắm vào được, bởi vì mình phải để nguội cái nước này các bạn nhé. Nước đun đường luôn nên phải để nguội cơ. Bây giờ mà cho tỏi vào thì chín mất tỏi. Cho nước mắm vào cực là đồng, nước mắm mình nóng cực đồng. Đấy, thì mình sẽ không cho cái gừng mình cho mình đun ra rất là thơm. Sau khi nước đường của mình đấy, để nó nguội rồi, cái này thì chỉ cần gần nguội là các bạn pha được rồi. Thì mình sẽ đổ nước mắm, đổ giấm vào đây, đổ hết các thứ vào đây. Mắm này, giấm này, tiêu. Còn cái này thì mình không có cái hộp sâu, thì mình để cái hộp chữ nhật nó cùng nông thôi. Thì cái bắp bò của mình nó to như thế thì khả năng nó sẽ không ngập được từ đây, nước không ngập được. Thì cái bắp bò to như thế khả năng mình sẽ phải bổ dọc cái bắp đôi bắp bò để cho nó ngập được. Bắp bò to như thế thì mình bổ đôi được, không vấn đề gì cả. Nước thái thì mình thái như thế nó vừa miếng thôi. Đấy, các bạn nhìn cái nước ngâm nó sẽ như thế này. Mình pha xong cái nước để ngâm rồi mà thịt bò mình thì nó vẫn chưa chín, bởi vì cái bắp bò đấy khá là to. Mình luộc được 50 phút, mình kiểm tra mà trong nó vẫn còn chảy ra những cái tiết đỏ, chắc là phải tầm 1 tiếng. Thì bắp bò luộc 40 phút, 45 phút hay 1 tiếng thì các bạn phải phụ thuộc vào cái to cái nhỏ nhé. Và những cái nhỏ ấy, miếng nhỏ ví dụ khoảng một nửa như thế thì các bạn khéo chỉ luộc 40 phút, 45 phút là được thôi. Nhưng cái của mình thì nó khá là to. Đấy, 8 nặng một cái đấy cơ. Thì mình phải luộc chắc là phải 1 tiếng. Để 1 tiếng mình sẽ kiểm tra. Mình vừa nếm thử cái nước này thì rất là ngon các bạn nhé. Lúc này thì mình được luộc được 50 phút, mình kiểm tra vẫn còn chưa chín. Luộc thêm 10 phút nữa là 60 phút, 1 tiếng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chín rồi đấy, mình sẽ cho ra. Đun 1 tiếng sau thì cái nước của mình nó cạn khá là nhiều. Và bây giờ đến cái công đoạn cuối cùng là mình sẽ đợi cho cái bắp bò này của mình nó nguội thì mình cho vào mình ngâm. Đấy, nó to như thế này thì mình thả vào cái âu này thì sẽ không ngập được nước. Thì nó cái to là như thế này mình sẽ bổ dọc bắp bò ra, bổ đôi để tí lúc nào mình ăn mình thái luôn vừa luôn được. Đấy, cái phần này nhỏ thì mình sẽ cắt ngang. Đằng nào mình cũng phải bổ đôi cái bắp này ra, thì mình sẽ bổ đôi luôn ra trước cho nó nguội, nhanh nguội. Phần nhỏ này thì mình sẽ cắt riêng ra. Mình luộc đến tầm chín tới luôn. Bây giờ mình sẽ bổ đôi. Như thế thì của mình nó vào nó ngập được. Như thế này đến lúc mình các bạn thái ra thì miếng nó cũng vừa.
Còn các bạn muốn để to thì hẳn thế này, các bạn thái miếng to thì các bạn phải kiếm một cái gì nó sâu. Đấy, thì đổ nước vào thì nó mới ngập được. Đó nhá, 5 phút. Cái bò của mình thì mình để đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ đổ cái nước này vào mình ngâm. Này thì mình ngâm trong vòng 2 ngày mình nó ngấm nó ăn được. Một ngày thì cũng được nhưng nó chưa được thơm cho lắm. Đấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đậy nắp vào và cất tủ. Đấy, ngày kia sẽ bỏ ra ăn là được. Vậy là mình đã hoàn thành món bắp bò ngâm giấm rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công nhé.